Dạ kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền nha. Hôm nay lời đầu tiên gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý khách hàng ở khắp mọi nơi, cũng như là cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ rất là nhiều con máy MiG 201 tên da thông minh nè. Anh em thì đang đập đóng bill. Nơi khách thấy cái khu này lúc trước mình để một rừng cái dây hàng MiG 5kg không dùng khí không? Mà với cái sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách hàng là gần 1.000 cuộn dây hàng đó đi với 1.000 cái máy MiG 250E thông minh da xích của Thái Lan đã hết sạch rồi. Thì đây là tất cả anh em đang ngồi đóng con MiG 201 để chiều nay gửi giao hàng tiết kiệm. Còn bên kia là tích 200 ACDC xăng vô ạt 255. Đó, nguyên cái khu này lúc trước là không có chen lấn vô được khách. Chỗ này là để dây hàng không à. Đó, thì hôm nay trời ở ngoài nó đang mưa quá, mưa gió tầm tã, thì mình sẽ thay đổi phong cảnh chút xíu. Do mưa quá thì hứa với quý khách hàng rồi, hôm nay làm một cái video để công bố giải máy hàng không đồng cho năm vị khách hàng may mắn. Trước khi vô thì mình sẽ sale một số máy hàng que để cho quý khách hàng nào mà thương mến ủng hộ kênh Máy Hàng Em Quyền thì ủng hộ để mình có động lực để mình tiếp tục làm những cái chương trình sale và tặng máy hàng miễn phí nha quý khách hàng nha. Bây giờ mình sẽ vô chương trình sale và cuối video mình sẽ công bố 9 vị khách hàng may mắn. Nó cái khu vực này là hồi xưa giờ là để dây hàng không. Bây giờ tất cả anh em đang đóng gói tấp nập để chuẩn bị giao những dòng máy MiG 201 Tenja cho kịp chuyến hàng chiều nay. Bây giờ là trời cũng đang mưa rất là nhiều thì không thể mà đứng ở ngoài đường quay vô, thì mình sẽ vô cái video sale này liền nha quý khách hàng nha. Đó, thì hôm nay là mình có những cái dòng máy này nè. Đây là dòng máy hiệu là Gimedex, rất là xịn hào. Thực ra đây một dòng máy cũng là sản xuất lắp ráp tại bên Trung Quốc, tuy nhiên đây là dành cho thị trường của Ukraine. Thì cái chiến sự vừa rồi nó đã xảy ra nay là 4 tháng, thì cho nên cái lô máy này người bạn công ty của mình, bạn mình ở bên Trung Quốc rất là lớn, thì họ có nhờ để là gửi qua thị trường Việt Nam và nhờ mình bán sale. Thì đó, quý khách chờ mình chút xíu, mình sẽ khui ra từng em. Nó em nó đóng gói cũng rất là bài bản, bởi vì nó xuất qua thị trường của Ukraine thì nó cũng phải làm cho nó chuẩn chút xíu. Kim hàng kẹp mát lấy ra ngoài sắp vô đây. Mình xui chừng 5 con thôi ha quý khách hàng ha. Xui ra giá rất là giật mình luôn á quý khách hàng. Cái hiệu này là hiệu Ghi Ke Mắc. Thương hiệu này là của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mà không biết sao là người bạn bên Trung Quốc của mình nói rằng là xuất khẩu qua thị trường Ukraine, mình không hiểu sao. Đây là thương hiệu này của Thổ Nhĩ Kỳ nha quý khách hàng. Thì làm cho thị trường châu Âu thì mình nghĩ chắc có lẽ là họ cũng phải yêu cầu khắc khe. Thì hôm nay là mình sẽ dành ra là tổng cộng 20 máy. Nó thì trên màn hình là 20 máy, mình khui ra 5 con thôi. Bây giờ mình vô mình review cụ thể cho quý khách hàng, rồi mình đọc giá sale kiểu Mỹ, rồi mình sẽ công bố giải máy hàng không đồng nha. Ta cắm điện vừa nói luôn cho nó đỡ mất thời gian. Mở nguồn lên. Đó, đây là máy hàng que, hàng ba gết á. Có bề ngang là chắc 1 tấc á, bề ngang tấc, sử dụng cọc lớn 35-50 ly vuông. Mình sẽ gắn kiềm hàng vô luôn, kiềm hàng thì nó có cho theo là cũng mập mạp lắm. Đầu lớn 35-50 gắn vô sẵn luôn, rất là chắc. Đây là bề ngang là khoảng 1 tấc, bề cao này khoảng 2 tấc. Này là hiệu Ghi Ke Mắc 2, này cả 3 tấc nha quý khách, 2 tấc 8, 3 tấc gì đó, màu đen.
đen tuyền thâm thẳm luôn, rất là đẹp. Đó. Quạt thì quạt 24V DC rất là mạnh. Đây là chỗ này để mà mình bắt te. Đây là quạt, đây là công tắc nguồn. Rồi. Mình bật thêm con thứ hai nữa cho màn hình nó lộng lẫy nha, tại ổ điện mình dời qua này. Cho nó đẹp. Mình là thường là tư vấn khách hàng là sale làm cái gì nó phải cho nó đúng giá trị của nó, chứ không có phan lên cho cố vô. Đây là dòng máy này có dòng thật là, mặc dù model nó là AC200 nhưng mà dòng thật nó là khoảng tầm, dòng thật á là 150A, mình có thể đốt đũa 3 ly 2 tối ngày sáng đêm. Rồi nè, bây giờ nè mình nói cái chuyện nãy mình vừa nói nè, mình đi vô trong mình lấy cái đũa hàng mình nói chuyện với khách là chia sẻ nè. Một cái máy hàng que mình chọn lựa đúng hay sai á, nếu mà quý khách ở nhà có cái đồng hồ ampe kìm để đo á, thì càng tốt. Còn không có thì mình chỉ cần thử như vậy mình sẽ biết cái máy nó xài ổn hay không. Thì không riêng gì nhà máy Kim Tính này, tất cả những nhà máy sản xuất que hàng trên thế giới họ đều quy định. Ví dụ bên này là đường kính của thằng que hàng thì yêu cầu bên này là cái dòng hàng. Thì quý khách để ý nè, 2 ly rưỡi thì sẽ đi với 70 đến 90 ampe. 3 ly 2 thì sẽ đi với 90 với 140 ampe. Đó, thì riêng con máy này mình nói là dòng thật của nó là có 150 ampe thôi, thì cho nên con máy này nó 150 thì rõ ràng 3 ly 2 mình sẽ xài trong phạm vi là 90 đến 140 rất là thoải mái. Cho nên những cái máy mà nó chỉnh số lên thì quý khách để đo đúng hay sai là đo chỗ này. Ví dụ giờ mình vô mình lấy một cái đũa 2 ly rưỡi, mình chỉnh số là 70 hoặc là 90 đi, mình mà đốt được ngấu là con máy nó đạt về cái dòng hàng. Đó, thì đây là một trong những dòng máy đạt cái dòng hàng. Mình không biết là từ bao giờ ở cái thị trường Trung Quốc nó có cái làm cái kỳ lạ lắm. Ví dụ như con máy 160 ampe dòng thật á thì nó sẽ in là 200 ampe. Còn con máy mà 200 ampe dòng thật á thì nó lại in là 250 ampe hoặc là 300 ampe. Đối với điện một pha đó quý khách hàng. Cho nên á, rồi còn về mặt bản chất sâu xa của kỹ thuật trong ngành hàng á, thì điện áp vào một pha 220V chưa có một cái hãng nào trên thế giới có thể làm được dòng lên được 300 ampe hết. Chưa bao giờ có. Thì những cái máy như bên châu Âu á, ví dụ nó ghi là 140 ampe là đúng 140 ampe, 200 ampe là đúng 200 ampe. Mình không hiểu tại sao từ lúc nào thì thằng Trung Quốc nó làm cái trò này, tức là in 200 nhưng mà dòng chỉ có là 140 ampe đến 150 ampe dòng thật thôi. Thì giống như con máy này nó đang in là ạc 200 nhưng mà dòng thật của nó là khoảng 150 ampe thôi. Thì bây giờ mình đốt đũa 2 ly 6 mình sẽ chỉnh ở dòng là 90 ampe nha quý khách hàng, nó sai số cho nên mình sẽ 90 và mình hàng 3 cái đũa 2 ly 6. Thì riêng dòng máy này quý khách mua về là đi làm chỉ trong vòng 6 tháng trời thôi, với cái giá mình bán á, là sẽ thu hồi vốn. Cây này cây 3 ly 2 bỏ qua bên đi. Mình sẽ tranh thủ mình test 5 cây này. Hoặc là 3 cây đi thôi, 3 cây đi, 5 cây mất thời gian lắm. Vô công bố máy hàng không đồng nữa. Rồi mình sẽ test cho quý khách coi nha. Kẹp mát mình đã kẹp vô cái nút sắt máy hàng em quyền rồi. Rồi mình gá lên miếng sắt kia. Hồi miếng sắt này giờ sắt này nó xuống giá rồi, hàng luôn. Hàng cho miếng sắt này luôn. Không biết nó ăn mát chưa đây đó. Rồi ăn rồi đó. Chặt. Quá dư lửa. Đó thì mình nói với quý khách nghe nè đó, mình giải thích lại một lần nữa trước khi mình hàng tiếp nè. Đó, một con máy nó mạnh hay không đó, là nó nằm chỗ này đó. Mình đang chỉnh, nãy mình chỉnh lên 100 mình sợ là nó sai số về dòng thật, mà mình để mới lên có 105 đã dư lửa và nó làm cho cái đũa hàng nó bị cháy thục vô, thì nó bị ngắt. Bây giờ mình giảm xuống có 92 nè, mình giảm xuống 90 luôn đi. Vậy là con máy này nó không có lệch bao nhiêu số so với dòng thật hết á. Đó, bây giờ này quý khách nhìn mình hàng xong một cái là mình lấy tay mình móc ra luôn. Nó tróc dãy ra liền. Rồi mình hàng tiếp cái đũa 2 ly 6 này ở dòng 90 luôn nha quý khách. Quý khách mua một con máy hàng về chỉ cần chỉnh trên cái màn hình đúng 90 độ với thằng yêu cầu của que hàng là biết máy đó là có điểu hay không điểu liền. Không cần mua cái ampe kìm.
Rồi, một cây. Tiếp theo cây thứ hai. Như vậy rõ ràng máy này là quý khách mua về là rất là yên tâm. Nếu mình giải thích sơ vậy, không biết quý khách hình dung nổi không? Ví dụ mình mua con máy mà trên thị trường nó in lên 220 hoặc in 250 mà nó la làng lên, nó nói là máy là rẻ mà mạnh là không đúng. Quý khách chỉ cần dặn đúng cái số này, đúng với yêu cầu của quầy hàng mà nó hàng được, có nghĩa là máy nó đạt chuẩn, thì hiệu suất làm việc nó sẽ rất là cao. Ví dụ mình mua về chút xíu đi, mình qua Bali 2 mình test liền ở vòng 140 thì quý khách thấy nó đốt có đạt độ ngấu hay không, rồi mình tiếp tục nha. Vẫn còn dư lửa luôn á trời, giảm lên chút đi. Nó biết thấy không, vẫn còn dư lửa không, giảm lại cái là nó hàng ngọt ngay liền. Hồi nãy nó bị thục vô vậy là do nó đốt cái lớp thuốc nó thục vô đó, bây giờ mình giảm xuống 70 theo yêu cầu của cái thằng que hàng luôn là nó mới chạy ngọt được. Quá trời quá đất rồi quý khách ơi. Hàng tới đâu nó tự nó dẫn đầu ra tới đó nè. Zoom lại cho khách coi cái coi, cầm camera lại. Đây quý khách nhìn là 2 ly 6 nè. Quá trời nè, quý khách thấy không? Quá trời xịn hào rồi. Thôi bây giờ để mình đốt cây 2 ly 6 nữa nha quý khách. Nè quý khách để ý là dòng 72 ampe. Vậy là rõ ràng con máy này nó quá mạnh luôn, mình chưa đo nữa đó. Nhưng mình chỉ nghi là máy nó xuất khẩu qua thị trường Ukraine thì dòng của nó là khoảng 150, nhưng mà thực chất theo như kinh nghiệm mình đang hàng á thì con máy này dòng thực nó phải 160 ampe, nó mạnh dữ lắm đó. Bây giờ để có 72 ampe mà vẫn đốt đũa 2 ly đó, đó nó nhảy giật mình luôn. Rồi vô chọt cây thứ ba. Chọt một phát ăn ngay. Đó, đây dòng đang để 72 ampe. Cho nó tự hàng luôn. Rồi hôm qua mình ngó ra cho nó tự hàng luôn đó. YouTube máy hàng em Quyền nút đồng. Ủa sao không có thấy cái cảnh cái máy đó quý khách thấy không? Đó rồi nó tự hàng luôn rồi. Xong nó đúng chất lượng của nó. Thì bây giờ mình sẽ thử vô cái đũa 3 ly 2. Dòng yêu cầu của nhà máy á, là 90 đến 140 ampe. Thì bây giờ mình sẽ, đây là đũa 3 ly 2 nè đó, mình để nó nằm trên này luôn. Rồi mình rút ra một cây 3 ly 2. Cây 2 ly 6 thì nó ngắn ngủng đây nè quý khách. Nhỏ xíu rồi nè. Cây 2 ly 6 nó ngắn ngủng à. Cây này 3 ly 2 nha. Rồi mình bắt đầu mình sẽ chỉnh nè. Mình chỉnh số nó lên nha. Yêu cầu của nó là nhiêu? 90-140 phải không? Rồi bây giờ mình cho nó lên 140 luôn. 140. Quý khách mua máy chỉ cần test vậy giùm mình là được. Cứ để đúng theo cái số này là mình sẽ hàng được. 140. Rồi 141 đi ha, lệch chút xíu không sao. 2 ly 6 dục xuống đây. Rồi mình sẽ đốt cái đũa 3 ly 2 này để quý khách thấy cái độ ngọt ngào của nó, độ mạnh của nó. Rồi sau đó mình báo giá liền và công bố nha quý khách hàng nha. Vô. Quý khách thấy đốt đũa 3 ly 2 mà nó đốt rạo ở vòng 140 ampe không? Đó. Nó đốt cái đũa 3 ly 2 ở cái vòng có 140 ampe thôi mà nó đốt rạo. Quý khách nhìn nè. Mình gõ ra nè. Đó, quý khách để ý kỹ giùm mình nha. Đó, zoom cái con hàng. Rồi sau đó zoom cái thông số lúc mà anh đang hàng. Đó, quý khách nhìn cái con hàng của nó nè. Đúng là 3 ly 2 nha. Rồi bây giờ mình sẽ đốt tiếp một cây 3 ly 2 nữa. Rút trong đây ra. Rồi, tiếp tục nha quý khách hàng nha. Đốt. Tranh thủ đốt ầm ầm luôn.
Rồi sau đó mình sẽ lấy 100 mét, 100 mấy chục mét cáp mình hàng cho quý khách coi luôn. Vô, đốt cây thứ 2, 3 ly 2. Đó, đang đốt đũa 3 ly 2, rạo luôn. Đây là một cái dòng máy mà xuất khẩu qua thị trường Ukraine, mà rõ ràng cái dòng nó rất là mạnh, để có 141 ampe thôi nó đã đốt khủng khiếp luôn. Đây, đó, 3 ly 2 nè, mình gõ cho khách coi, gõ sỉ. Đây là cái cách ăn độ ngấu của nó. Hàng que là muốn coi độ ngấu hay không là coi cái lửa của nó, coi nó có mệt mỏi không. Nó để 141 ampe là 3 ly 2 thoải mái rồi. Rồi bây giờ mình có một cái đống cáp này nè, mình thử cho khách coi nè. Đó, ấy dạ. Đây. Đầu này là mình sẽ đổi qua kìm hàng que. Nó dài. Đó. Rồi mình qua mình thử cái máy này đi. Để quý khách nói, rồi. Mượn kẹp mát con máy này qua. Rồi. Mình sẽ chỉnh xuống 100. Nó hơi dài, nó nguyên cuồng cáp này nó dài dữ lắm quý khách, nó dài. Dài một trăm mấy chục mét lận nè ha. Kẹp mát thì nằm đây, mình mượn của bên kia qua rồi, nó đang kẹp vô cái nút sắt máy hàng em quyền nè. Đó, còn cái đống cáp này nó nằm đây, lấy ra cho khách thấy rõ nè. Đó, nguyên đống cáp của nó nè. Đó, rồi bây giờ mình đốt thử nha. Bên này á là mình nãy mình hàng trên cái kìm, nó cho theo nó ngắn lắm, có hai mét à, để 141 thì giờ mình trừ hao qua đây là nó, cái đống cáp này nó rất là dài, thì mình lên 170 đi, mình trừ hao, tại nó sẽ bị tổn thất cái ampe nó đi trong cái cọng dây nè. Thì mình sẽ đốt một cái đũa 3 ly 2 nữa và mình vô mình báo giá liền cho quý khách nha. Đây cũng một cái đũa 3 ly 2. Đây là yêu cầu của đũa 3 ly 2 nè, đó. Rồi mình sẽ vô mình đốt cho quý khách coi nha. Thử coi nó đốt nổi không? Nếu mà đốt nổi rõ ràng đây là con máy mình sale giá rất là hấp dẫn luôn. Kẹp mát đó, quý khách để ý là mình không có kẹp thẳng vô cái miếng sắt này, mình đang kẹp vô cái nút sắt máy hàng em quyền, rồi mình gá lên đây nè, quý khách thấy rõ nha, chứ còn chứng tỏ cái độ nhạy của nó rất là khủng khiếp luôn á. Rồi mình để đây đi, rồi mình đốt cho quý khách coi một phát nè. Đó. Vô nha. À, quý khách thấy không, con cáp dài miên man mà mình chọt một cái là nó bắt ăn ngay liền nè, chọt một phát ăn ngay. Đó, quý khách thấy không, đang một con máy nó mạnh, nó đủ công sức hay không là quý khách phải thử như vậy. Quý khách lấy cái máy về, mua bất cứ chỗ nào trên mạng cũng vậy. Cứ về mà chỉnh 90 ampe mà đốt được đũa 2 ly 6 thì cái máy đó mới gọi là tạm ổn. Còn nếu không á, quý khách phải chỉnh lên 130, 140 mới đốt được 2 ly 6 là coi chừng con máy đó là không có đúng dòng của nó nha quý khách này nha. Đó, đây là mình đang đốt cái đũa 3 ly 2 trên cái cây dây kìm dài 100 mấy chục mét đó. 170 mét đó. Đã không quý khách thấy đã không? Đó, đây là sự thật nè, đó, cái đũa dài trong cái cuồng dây dài nó 100 mấy chục mét nè. Kẹp mát thì kẹp vô cái nút sắt của máy hàng em quyền nè. Rồi gá vô miếng sắt rồi mà nó vẫn mát cỡ đó, đó. Rồi bây giờ mình đốt cây nữa, báo giá nha khách, rồi mà đụng tới con nào cũng ghiền hết trơn vậy trời. Khoát là nó ăn ngay. Biệt. Đây là mình nhắc lại lần nữa, đây là dòng máy
nó lắp ráp tại Trung Quốc nhưng mà xuất khẩu qua thị trường của Ukraine. Nhưng mà do chiến tranh nó vừa rồi á thì người bạn mình bên Trung Quốc thì có nhờ mình bán phụ 300 con này. Thì mình cũng bán gần hết trong năm ngoái rồi. Nhưng mà bây giờ còn lại quyết định lấy ra 20 con để sale cho quý khách hàng đó. Đổ 4 ly nó đốt thấy ghê luôn á. Ớn ăn thiệt á. Quý khách nhìn này. 4 ly đốt khủng khiếp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vô báo giá liền nha quý khách hàng nha. Rồi con máy này với cái dòng nè nè. Mình mới vừa hàng xong một mớ đổ 3 ly 2 nè. Đẹp lộng lẫy đây nè. Đang đốt trên cái cọng cáp dài luôn nè. 3 ly 2 thì đốt thoải mái. Đây. Mấy đường 3 ly 2, mấy đường 2 ly 6 này, 3 ly 2, 3 ly 2, 3 ly 2, 2 ly 6, 2 ly 6, 2 ly 6. Thì mình sẽ bắt sale cho quý khách hàng là giá là 1.050.000. Mình sẽ tặng cho quý khách như cái này. Một cái kìm hàng 1.050.000. Tặng một cái thêm cái kìm hàng 300A, một cái kẹp mát và một cái kiến điện tử đó. Đây là sale đúng kiểu Mỹ luôn. Giá 1.050.000. Mình có 20 con thôi. Quý khách nào tranh thủ lấy nha. Ví dụ giờ cái kiến này không hết 150.000 rồi. Đây là mình thể hiện lòng tri ân nha. Quý khách kêu trừ cái kiến này ra mình không trừ được. Quý khách nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha. Điều kiện mua được cái này là phải nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi cái kìm hàng này giờ quý khách mua ngoài thị trường á. Kìm hàng này nó giống y chang kìm mình đang hàng á. Nó giống cái kìm này nè. Mình làm biến mở ra nó giống y cái kìm này nè. Nè khách, nó giống kìm này. Giờ quý khách mua cũng đã 35.000 rồi. 35.000 với 150 là 185 rồi. Cái kẹp mát này 25.000 nữa. Cho nó 20 luôn đi. 20 đi là 205.000 rồi. Thì cái máy này bây giờ mình đang sale cho quý khách hàng là 1.050.000. Nó có được những phần quà như thế này. Rồi đây là chương trình sale 20 bộ máy hiệu ghi ke mắt xuất khẩu qua thị trường Ukraine. Thương hiệu là thương hiệu của Thổ Nhĩ Kỳ đó. Lắp ráp tại Trung Quốc. Mình có sao nói vậy. Mình sẽ bảo hành cho quý khách hàng là 16 tháng. Giá sale là 1.050.000. Bao ship toàn cầu, ấy lộn, toàn quốc. Nó tặng một cái kìm hàng 300A và một cái kẹp mát 300A và một kiến điện tử giá 1.050.000. Đúng là sale kiểu Mỹ. Rồi bây giờ để tránh mất thời gian dông dài, mình sẽ vô chương trình là công bố một giải máy hàng không đồng nha. Thì đây là những cái máy hàng không đồng. Nó nằm bên góc đó. Mình để bên đó thôi, sơ sơ thôi. Chủ yếu là mình sẽ công bố ngay tức khắc liền. Rồi mình xin chúc mừng anh Chí Công Phạm. Anh đã đón trúng số 35, quên nữa, mình công bố chắc mấy mọi người chắc cũng biết rồi. Cái giải này mở ngày 16 tây tháng 6 năm 2022 là giải đặc biệt có số cuối là 35. Nha quý khách hàng nha, thì xin chúc mừng anh Chí Công Phạm. Anh đã trúng được một con máy mic thông minh 232i của hãng Tenja. Ngày mai nhân viên của mình sẽ liên lạc với anh để trao cái phần quà đó nha. Anh nhớ nghe điện thoại giùm. Rồi xin chúc mừng anh Chí Công Phạm. Anh đón đúng số nè. Và anh đón sớm nhất nè. Là số 35. Cái giải sổ số đâu mở ra giùm anh cho một số khách khác coi. Rồi giải nhì là xin chúc mừng anh Cường Nguyễn Hữu. Xin chúc mừng anh nè. Anh lúc này anh trúng quá trúng rồi. Anh đang cất biệt thự mà anh cũng trúng nữa. Anh Cường Nguyễn Hữu. Chúc mừng anh. Anh trúng một con máy mic 200. Mic không dùng khí. Và có chức năng hàng que. Xin chúc mừng anh Cường Nguyễn Hữu. Rồi đây là cái giải mà mở nè. Thẳng mình công bố luôn để má công nói ủa sao trúng số bao nhiêu. Đó, số của nó là số đặc biệt là số 35 nè quý khách hàng. Mở là ngày 16 tháng 7 năm 2022 nè quý khách. 6 tháng 7 2022 giải đặc biệt nè. Đó, ê chạy tùm lum. Đây, 700435. Rồi, bây giờ mình sẽ vô đọc tiếp nha. Xin chúc mừng cái anh thứ ba là anh Hòa Trần. Anh trúng được một cái máy mặt tin MMA 250 đó, nó nằm đây. Máy mặt tin trúng đó, đó, hai con nó nằm góc đó. Xin chúc mừng anh Hòa Trần. Anh cũng đã đón đúng số 35 và ngày mai nhân viên telesale mình sẽ gọi cho anh. Anh thứ tư
là anh sẽ trúng được một con Lincoln Yonte 250B đó, giá 1.250.000 chứ không phải là 1.700.000. Rồi vô là xin chúc mừng anh Hoàng Tấn Mạch. À, xin chúc mừng anh Hoàng Tấn Mạch nha. Ngày mai nhân viên sẽ gọi, anh là khách hàng thân thiết của tụi em luôn. Rồi bây giờ là trong cái video đó là mình đã công bố chỉ có 4 giải thôi. Tuy nhiên để mà thể hiện lòng tri ân với tất cả quý khách hàng đó, thì mình sẽ khuyến khích luôn cho tất cả những anh mà đón trúng luôn là 4 cái kiến hàng cầm tay này, 4 cái kiến hàng điện tử này. Đây là 4 cái kiến điện tử, mình sẽ khuyến khích cho 4 vị khách mà đón trúng luôn 4 kiến hàng điện tử nửa đầu. Mình sẽ tặng để tri ân khách hàng và cảm ơn khách hàng đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Máy Hàng Em Quyền luôn. Đó, đây là 4 cái kiến trùm vô đầu luôn á, kiến điện tử nha quý khách hàng nha. Rồi như vậy thì sẽ còn lại là 4 anh. Thì xin chúc mừng cái anh thứ nhất là anh hoặc chị Vũ Lan. Đó, cũng đón trúng số luôn, anh hoặc chị Vũ Lan nha. Đó, anh hoặc chị Vũ Lan là người thứ năm, mình sẽ khuyến khích cho cái mặt nạ nửa đầu. Đúng ra là trong chương trình là không có, nhưng mà mình rất là cảm kích mọi người tham gia cho nên là tặng luôn. Rồi xin chúc mừng người thứ sáu là anh hay chị gì đó, Phạm Thị Ngọc Hạnh, chắc chị. Rồi chị cũng đón trúng luôn, chị được cái nón điện tử nửa đầu đó luôn. Rồi người thứ bảy xin chúc mừng anh Tủ Đình, anh này chắc nhậu dữ à. Tủ Đình là nhậu dữ không anh Tủ Đình? À, chúc mừng anh cũng được cái kiến điện tử nửa đầu. Tiếp theo là chúc mừng anh hay ôi lúc này chị trúng nhiều dữ ta, 7A8 Bùi Thị Mỹ Duyên. À, chúc mừng chị luôn, ngày mai nhân viên sẽ liên lạc với chị luôn. Và người cuối cùng là người thứ 9 là Ti Thi chứ không phải Ti Thi. Hả, vậy hả? Vậy mà Lan nó cũng cho luôn à. Thôi lỡ rồi, này kết quả ra rồi mà cũng bình luận mà nhân viên mình nó cũng cho chị luôn ngày trước. Rồi thì cho chị thi trúng luôn. Cái này là nhân viên mình nó không để ý. Cho nên đó, bởi vậy mình thôi mình lỡ công bố ở đây rồi, mình sẽ gửi tặng chị cái kiến nửa đầu đó luôn nha, kiến điện tử đó. À, anh hay chị gì đó thi. Rồi xin chúc mừng. Này là kết quả ra rồi, đoán trúng không biết có ai vô chửi tôi không. Thôi kệ đi, không sao. Tôi do đứa nhân viên nữ của mình nó không có rành ba cái sổ số. À, đúng rồi, cái này là ra rồi mà mới đón nè, đúng rồi, một ngày trước nè. Rồi thôi, một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi hết video. À, nếu quý khách hàng nào chưa đăng ký kênh, nhấn nút đăng ký kênh nha. À, nhấn vào thẻ chuông để nhận video mình sẽ post lên hàng ngày. À, đây là dòng máy cũng rất là có chất lượng. Thì mà mong mọi người ủng hộ nha, mình có 20 con. Rồi xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng.